Hôm nay là đúng 30 tháng 4 nhé. Em sẽ khuyến mại bạn nào lấy một đôi chim da vàng và một đôi bố mẹ vú nuôi như thế này thì em lấy đúng 1 triệu, và trong đó được một đôi chim vú nuôi Nhật bố mẹ đấy, ấp đẻ tốt đấy. Và một đôi chim con như thế này đấy. Cái video này là em công khai giá là một đôi bố mẹ và một đôi chim già, đơn giá là 1 triệu cho hai đôi này, chưa có cước vận chuyển nha các bác nhé. Đấy. Thì các bác hãy tham khảo. Đấy. Chim rất là đẹp luôn. Đấy. Chim vàng này. Các bác có thể liên hệ là 033 530 5982 để kết nối Zalo với đồng chí Thao. Nhân dịp 30 tháng 4 thì em cũng khuyến mại cho các bác một đôi vú nuôi, một đôi chim già. Đấy, hai đôi chim. Đôi vú nuôi này là ấp đẻ tốt, nuôi con tốt, chim già thì chim thổ, mã ngỗng phấn hồng. Đấy, giá đúng 1 triệu. Chỉ duy nhất ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4. Tiếp theo là em review đôi này. Đôi này là một đôi bố mẹ. Đấy. Bố mẹ ngực hồng. Đấy, ngực hồng. Đôi này thì em cũng áp cho cái giá rất là ok cho khách hàng. Đấy. Giá đôi này là duy nhất trong ngày 30 tháng 4 này em để cho các bác là 1 triệu 1.800.000 đồng. Đấy. 1.800.000 đồng. Đấy. Chim rất là trường thuần. Đấy. Một đôi bố mẹ ngực hồng chân đỏ. Đấy. Rất thuần chim. Đây này là clip 30 tháng 4 nhá. Duy nhất trong ngày 30 tháng 4 này 1 triệu 8 là một đôi bố mẹ sinh sản. Đấy, em lên đơn thường vào những ngày lễ, những ngày trọng đại thì em hay có cái giảm giá tri ân khách hàng và rất khuyến khích các bác nào đi chơi qua cái khu vực xã Vân Hòa, huyện Ba Vì đến tận trang trại thì em sẽ bán rất là rẻ. Đấy. Mục đích là giao lưu nhân dịp ngày lễ. Đấy. Đây là những đôi chim mà em đang bón giờ. Bắt đầu ngừng bón, bắt đầu biết tập ăn rồi. Đấy. Trông lông nó rất là sườm như này là nguyên nhân là do mình cầm nắm rất nhiều. Đấy. Chim nó cũng thuần. Đấy. Thì những đôi chim này là rất là thuần và sau lên khách rất là dễ. Các bác nhé, đang bón giờ mà rất thuần luôn. Đấy. Đây là những cái đôi chim tông âm đồng, chim rất trườm chim luôn. Đấy. Rất trườm chim. Đấy. Con này hơi cắt một con chọc đuôi một tí. Đôi chim rất đẹp luôn. Toàn chim phấn hồng âm đồng đấy nhá.
đây đang có một đôi là cắt đuôi này, một đôi cắt cánh này. Đấy, trông thế thôi nhưng mà đánh dấu đôi nào vào đôi đấy hết các bác ạ. Đây này, đôi cắt đuôi là đây là một em, đây là một em. Đấy. Nhìn rất đẹp luôn. Chim rất đẹp luôn, phấn hồng. Toàn chim âm luôn. Đây toàn chim âm luôn các bác ạ. Chim rất đẹp luôn. Đôi này là đôi cắt đuôi nhá. Đánh dấu cắt đuôi. Bác nhìn cho nó rõ. Rất đẹp luôn. Một đôi chuẩn chỉ luôn đấy nhá. Đôi chuẩn chỉ luôn. Rất to, rất thuần, rất đẹp. Đôi bên kia cũng vậy. Rất to, rất thuần, rất đẹp luôn. Các bác kết luôn những cái giống chim nhà em luôn. Chim toàn tầm cỡ như thế này đổ lên. Đây em quay là đúng ngày 30 tháng 4 luôn. Cái này là
đôi. 5 đôi nhá. 5 đôi chim ràng ràng mang đi tập ăn. Chim rất là ok luôn. Bác xem áo chim cu gáy lúc nào yêu thích. Năm đôi, đây là 10 con, 5 đôi, 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi. Chim rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Ok, có lẽ là đến giờ em phải đi gửi chim rồi, 6 giờ rồi. Em xin dừng cái video tại đây, trong khi xuống để bắt một cái con chim gửi về Lập Thạch Vĩnh Phúc 30/4. Thì em cũng tranh thủ em làm cái clip. Đấy. Tất cả các bác khi mà nhận chim của em đều có cái phiếu này, đều có một cái bản là hướng dẫn nuôi chim cu đầy đủ kèm theo. Đó là quyền lợi của mỗi một khách hàng về đây. Em xin chúc các bác một cái dịp, một ngày lễ thật là an toàn, thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin kênh Chim Cu Gáy Hay xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái video sau. Và hãy nhớ liên hệ là 0335305982, 0989177982, trước là 0163, bây giờ là 033. Số 0335305982 này chính là số Zalo luôn các bác nhé.